Xin chào các vị khách quý. Chào đón các vị đến với hậu cung. Với các vị khách mới, tôi xin phép được giới thiệu qua luật đấu giá. Buổi đấu giá bắt đầu ở giá 50.000 đô. Mỗi lần, mức tăng là 5.000. Đấu giá kết thúc khi không ai ra giá nữa. Và để giúp các vị giải trí tối nay, các quý cô đây sẽ đáp ứng mọi sở thích của quý vị. Nhấn mạnh mọi sở thích. Yêu, dịu dàng, sex, bạo lực, tra tấn, kể cả chết. Bắt đầu nào. Giờ sẽ bắt đầu với quý cô đầu tiên. Giá khởi điểm là 50.000 đô la. Việc này cô làm rất tốt. Từ giờ tôi sẽ để cô quản lý việc này. Tôi sẽ không tới nữa. Dạ, cảm ơn chị bác sởn. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ra đi. Chống cự. Đi. Được đó. Tụi này bán đấu giá được. Đem đi đi. Dạ. Lại lên. Lôi nó đi. Đi lên. Ê, đừng lên. Đi. Chắc là mấy vị khách nước ngoài sẽ thích lắm đó chị. Chọn khách hàng cho kỹ vào đó. Kẻ nào không đủ tiền thì miễn bàn. Cái đó là chắc chắn rồi. Chị không cần phải lo lắng gì đâu. Đối với những người mới đến, để tôi cho các bạn biết quy tắc của phiên đấu giá. Giá khởi điểm là 50.000 đô la. Sao cậu lại có những thông tin mật này? 50.000 đô la lần một. Có người gửi tới cho tôi. Phiên đấu giá sẽ kết thúc khi không có gửi tới đúng người cần. Gửi trực tiếp tới cho cậu. Người gửi thư này cũng không bình thường đâu. Sẽ làm tất cả những điều bạn muốn. Tôi nghĩ ý tôi là bất cứ điều gì. Chắc là tranh giành quyền lực trong nội bộ. Xin chào. 22. Nếu chúng ta chỉ điểm rõ ra tới như vậy, cảm ơn.
Cậu không cần chờ nữa, tiến hành bắt giữ ngay đi. Mấy băng nhóm xấu xa này không nên để sống. Ta vẫn chưa biết sao quy của bọn chúng. Rồi cậu tính sau. Phải dụ hắn ra khỏi hang. Cái đám xấu xa. Hành động lần này là giả giao dịch rồi tiến hành dây bắt. Nhưng do nơi hoạt động của bọn chúng là nơi bí mật, cho nên chúng ta phải cải trang. Cải trang sao? Phải, cải trang. Ông chủ của tôi thích cái thể loại phụ nữ phải đặc biệt một chút. Chẳng hạn loại phụ nữ chịu làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của ông chủ tôi. Có người giới thiệu tôi tới đây, nói là bà có loại mà ông chủ tôi cần. Chỉ cần vừa ý ông ấy, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Mau Đừng. Im lặng. Hàng về tới rồi chị. Tụ trẻ đẹp kiểu này bán được giá lắm. Đem nhốt lại đi. Dạ. Đừng mà. Đánh coi. Sao hả? Dạ chị ơi, có khách hàng mới tới. Từ đâu tới vậy? Dạ là ông Tráng giới thiệu tới. Chị có muốn giao dịch không chị? Có người giới thiệu là được rồi. Nhận đi. Vậy em với Araya không cần tham gia hành động lần này sao? Cậu và Araya sẽ phụ trách theo dõi tín hiệu GPS ở vòng ngoài, thường xuyên quan sát và ghi nhận vị trí của tôi. Hiện giờ mục tiêu đang di chuyển ở cách chúng ta 800 mét. Xin chào, mời mọi người đi theo tôi. Đi theo lối này. Sau đó thì nhóm ở vòng ngoài sẽ tiến hành bao vây để bắt giữ bọn chúng. Đã tới nơi rồi, nhóm theo dõi chuẩn bị sẵn sàng. Mời đi hướng này. Mấy em tuyển hôm nay ai cũng đẹp hết trơn á. Còn tôi và cô Cha Ba, khi đã được vào bên trong rồi thì Cha Ba phải tìm được nơi giam giữ các cô gái. Muốn đi đâu? Đi vệ sinh. Xin mời. Phim được dịch và còn nhóm ở vòng ngoài thì TV tập trung giải quyết hết đám bảo vệ bên ngoài xung quanh hàng rào. Khi nào nhận được tín hiệu từ tôi thì tiến vào bắt người. Tuyệt đối không được sai kế hoạch. Nếu không thì nhóm cải trang và các cô gái bị giam giữ sẽ gặp nguy hiểm.
Chào mừng các vị khách quý có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta lại tiến hành đấu giá. Mức giá khởi điểm sẽ là 50.000 đô la. Mức tăng giá mỗi lần là 5.000 đô. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Quý cô đầu tiên, ê, hey, làm gì đó? Đi thôi. Phía trước đã xong. Bên ngoài đã xong. Nghe rõ, chờ lệnh giờ bắt người. Đi. Đi. Đi theo tôi. Mau trốn vào phòng đi. Không đáng mặt đàn ông. Một đám đàn ông các người xúm vào đối phó với một người phụ nữ, vậy mà cũng dùng tới súng nữa sao? Được.50.000 đô la lần 1, 50.000 đô la lần 2, 55.000 đô la, 55.000 đô la lần 1, 80.000 đô la, 80.000 lần 1, 80.000 lần 2.
chuẩn bị. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim tiên. Nó là ai? Tổng cộng mấy đứa? Một mình nó. Giữ đó. Năm mươi lăm ngàn lần một, 55.000 lần hai, và 80.000 đô la. Cả hai đứng yên, chúng tôi là cảnh sát. Ra đi mà. Trời ơi, ai dạ. Cái đầu bà. Đi, mở lên. Phần lớn đối tượng đều bị khống chế. Tuy nhiên không bắt được bác Sỏn, đã huy động lực lượng hỗ trợ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thật sự rất cảm ơn. Thì nhà cẩn thận nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị.
Hành động lần này xem như là đã thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đội trưởng à, bác Sởn trốn thoát rồi sao? Đúng vậy. Đúng ra không nên để A thoát. Nhưng mà ít nhất cũng đã phá hủy hang ổ của A. Kể từ giờ A sẽ khó sống. Vừa bị cảnh sát truy bắt, vừa bị đồng bọn đâm sau lưng nữa. Em xin lỗi đội trưởng. Em lại mắc sai lầm nữa rồi. Sai lầm gì cha ba? Cô đã làm rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên cô đã không tự ý vượt giới hạn của mình. Dù có chút sai sót, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra được thôi. Nhưng mà ngoại hình cô bây giờ hơi bị bù xù đó nha. Đội trưởng này, người ta còn đang tận hưởng lời khen, tự nhiên anh nói câu cuối nghe dễ quê độ ghê. Đội trưởng làm gì vậy? Thì chụp hình. Chụp hình cô chứ làm gì? Tôi sẽ gửi nó vào nhóm chat, rồi mấy người kia sẽ up nó lên Facebook. Không phải cô là hot blogger sao? Up hình bây giờ nè, đảm bảo lượt like sẽ siêu cao. Không được làm vậy mà đội trưởng ơi. Đừng làm vậy. Nếu như anh up hình đó, em mất cả ngàn like đó anh. Em phải luôn xinh đẹp mới được. Cứ tin tôi đi. Công nhận là hôm nay đội trưởng nhìn cũng rất đẹp trai đó nha. Em cũng chụp hình anh luôn ha. Không được. Chụp chút đi. Không được chụp hình, không được. Cười đi, cười đi. Đây là mệnh lệnh. Đẹp trai quá chừng à. Đưa mặt đây chụp đi coi. Đội trưởng, cho em chụp hình cái đi. Có chuyện gì? Bác Sởn trốn thoát rồi ông chủ. Tiếp theo chúng ta nên xử lý bác Sởn như thế nào đi? Cứ thả A đi, không bấu víu vào ai được đâu. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tạm thời trốn ở đây đi chị. Cậu có chắc cảnh sát sẽ không tìm ra chỗ này không? Chắc chắn mà chị, chỗ này là an toàn nhất rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Vẫn chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, bằng mọi giá phải xử lý những kẻ đã hãm hại tôi. Chúng là ai vậy chị? Còn ai nữa? Chính là thằng Tony. Nó coi tôi như trái bom nổ chậm, nên phải thủ tiêu tôi để khỏi ngán đường nó. Đồ khốn kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã làm.